Ông xã chị là người cố chấp, à. ngang như cua. Rồi ông này cũng đi trước thôi. Rượu chè quá à, bê tha. Càng ngày thì càng mất nhân tính. Đúng rồi, nói chung là khó lắm em ơi. Nghiện rượu mấy chục năm rồi. Rồi, nghiện lắm, ghê lắm. Không bỏ được. Bỏ vợ thì có thể bỏ, chứ mà bỏ rượu thì chắc chắn là không. Em gái em nói giùm chị với, rồi còn con cái chị rồi đó. Số chị thì ngày xưa vất vả, hai bàn tay trắng lấy nhau chả có gì. Nhưng được cái là chị có duyên buôn bán nên kinh tế bây giờ của chị cũng khá rồi. là cái đó là chị chấp nhận rồi đó, còn vui như không, cũng còn còn khá thì nó không phải là còn khá thì bây giờ chị là còn khổ hơn với ông chồng. Nhưng ông này ông chưa chết ngay được cho đâu. Ông này còn phải mệt mỏi, ông phải gây ra đủ cái thứ phiền toái cho chị nữa. Đó nói chung là chị quá khổ, quá khổ không biết bây giờ nó làm sao. Bảo với bạn bên cạnh đừng nói nữa, mất tập trung, em không xem được. Chờ em xem đi. Nói chung là bây giờ thì cuộc đời của chị chỉ có mỗi cái nỗi lo lớn nhất là trong chuyện vợ chồng thôi và con cái thôi, bởi vì chúng nó có lớn mà chưa có khôn, mình vẫn phải đứng ra gánh vác nhiều quá. Chị gánh quá hết cả, nói chung là cả họ, cả chị, cả em luôn. Nhưng mà được cái là về cuối đời em thấy là kinh tế của chị rất là đầy đủ, có của ăn của để, đất đai có, tài sản có, hậu vận rất là tốt. Còn con cái của chị bị vất vả, chúng nó đến tận 10 năm nữa. Chết luôn rồi, chết chết quá. Còn ông xã chị thì ông này không biết sống được đến 60 không, cái bệnh tật đầy đó đấy. Không không đi chữa bệnh luôn em, con thì làm dược sĩ thì thạc sĩ nhưng mà đi đi khó mà không, bảo hiểm thứ gì cũng có mà không, chứ khổ thứ gì khổ vậy Cứ uống rượu vào là khỏe. đó. Uống rượu vào là khỏe đấy, say mê man rồi chả biết cái gì nữa. Đúng rồi, Rồi nói chung là hình như cái chỗ đây cái mạng của nhà chị nó bị giật giật á. Thì có cái gì em biết rồi, em có chỉ bài cho chị với, rồi là nó chị cũng muốn hỏi về con cái của chị đó. Hai đứa thì một đứa thì cũng ngon lành rồi, còn có thằng cu bây giờ sinh năm 94 á, mà nó còn có lớn mà nó cũng chưa có không. Vừa rồi nó quá cái chị bị vố với nó là cũng hơi bị tốn tiền nhiều, không biết có còn còn nữa không. Còn vất vả mấy năm, 10 năm nữa. Chắc luôn. Mà đúng 10 năm nữa chị mới được yên. Đấy, lúc đó con cái của chị mới là khôn lớn. Còn bây giờ chị còn phải vất vả nhiều. Và đến tận năm 65 tuổi bắt đầu chị mới được ổn định được. Từ sau từ xưa tới giờ chị rất là khổ, nói chung là nó khổ là khổ, khổ cái công việc, khổ cái gì cũng chị gánh hết. Bây giờ mà cái giờ giờ cái này rồi mà còn gánh nữa là chắc. Thì thôi, ít nhất là bản thân chị có sức khỏe, có tiền bạc, kinh tế làm ra. Nói chung là ông trời cho cái sức khỏe, cho tiền bạc thế là được rồi. Đấy, còn về vấn đề về chồng, về con mình cũng sẽ còn phải vất vả nữa. Còn em cam đoan là ông này không sợ, cứ theo đà này không trụ nổi 5 năm nữa đâu. Bởi vì trí não của ông ấy bây giờ là nó lú lẫn rồi. Đúng rồi, nói chung là rất là lố lắm, nó lố lắm ghê lắm, không biết nói bậy nói bạ mà chửi tài tài chửi bạ lắm. Bởi vì khi rượu nó vào nó tàn phá hết con người ông ấy. Mất nhân tính hết rồi. Không nhân tính lắm, nói chung là sợ quá, chị sợ rất là sợ. Anh em ông ấy có cũng có chấp nhận được ông ấy đâu, người nhà ông nó còn chả chấp nhận được ông ấy, huống chi là chị. Đúng rồi, người nhà còn sợ, sợ lắm, không thấy là sợ luôn. Em nghĩ là chưa đầy 5 năm nữa là ông ấy đi đấy nhé, không sống được đâu. Nói chị tự đấy, chị thấy thì cũng tội. Tội gì, ông nó gây ra mà, sướng cái miệng thì hại cái thân thôi, ai bắt ông ấy đâu. Chị Tất cả nó đều có nguyên do, tất cả nó đều có nguyên nhân chứ đâu phải tự dưng mà đưa tới. đánh chị là tôi cũng phải là mấy ngàn lần,
rồi cái nhà đó không biết sâu không biết mặn, chị thấy em chồng chị nó vô nở, chị nuôi cho nó đi lòm, nó cũng chị nuôi hết, chị nói tiếng trước tiếng sau nó cũng lòm chị mái bọc tay nó, cái chị khổ lắm. Mà bây giờ chị không biết nó có bị sâu không, mà nó lạ kỳ vậy, chị không biết. Bởi vì người đàn ông trong gia đình không có đứng đắn, nên tất cả mọi người xung quanh coi thường chị. Cũng được, chị không có giống như đâu ấy, nhưng mà chị đã bước ra đây ấy, là cũng có người thương lắm, cũng có người giúp đỡ. Mà ấy, chị bước ra đây ở nhà thì em cũng gì, không chữ nó là mà em giống đi đâu. Ở trong chị khóa thì chị bán cũng được lắm em, nhưng trong có lọc buôn bán gì cũng nói là cũng nhà ở trên chị lọc có lọc. Mà bây giờ coi chị sợ nhất là thằng cu chị đó, với là con chị đó, nó không có thương chị mà nó cứ phá tiền. Dạ không biết sao đây. Thôi cố gắng vất vả 10 năm nữa, còn ông này thì chưa đầy 5 nữa, 5 năm nữa đâu nhé, là sẽ đi nhé. Lúc đó là tầm 65 tuổi thì chị sẽ được yên ổn, sóng gió nó sẽ bớt, cố gắng lên. Rồi còn như thằng cu chị đó là nó có thể mà lò mang rồi có vợ con rồi được không em? Thằng cu này nó còn ham chơi lắm. Nó rất là ham chơi, nó còn nít lắm. Nó còn ham chơi lắm, nó có lớn mà chưa có khôn, như lúc đầu em còn nói đấy. Thì thôi vất vả với nó 10 năm nữa, nó phải tầm đứng số 40 tuổi bắt đầu nó mới ok được. Kiếp trước chị mắc nợ chồng mắc nợ con nên kiếp này phải như vậy đấy. Thì ai cũng nói vậy, Thái thì nó thiệt tình ra thì gia đình chị Thái ai cũng nói chị sướng, nhưng mà chị rất là khổ. Không có ai có ở trong nhà mới biết chứ, nó khổ ghê lắm em, nó khổ mà đến nỗi mà em chồng nó vô nở nhà mình nuôi mà nó cũng quánh mình. Nó kêu mà chị cũng không có tin, chị cũng nó đi bao co bớt cái thầy mà chị co em lâu rồi. Chị thấy nó chị ta sao nó cũng được, mà sao là sao nó khổ quá. Nên chị quyết định là mấy bữa nào chị làm chị suy nghĩ miết, là chị quyết định là nó chị nhờ cái con bọn họ á nó chụp cho chị đi, chứ chị cũng sợ. Chị ra đây chị cũng rất là sợ, chị không có đi bao bớt nên chị sợ lắm, mà nhưng bây giờ chị cũng bình tĩnh rồi đó. Thì yên tâm đi. Đấy, hậu vận chị tốt lắm, tay chị phải sống đến ngoài 85 tuổi, đường thọ còn dài lắm. Thì nói chung là cái sức khỏe chị thì chị cũng đau sơ sơ vậy đó. Năm ngoái là chị cũng có bị chị thấp hơn mà thời nó té gãy cuộc sống, nhưng mà nó đơn giản lên cái chị nằm bệnh viện 2 ngày thì về nó cũng bớt, nó mạnh ù chị cũng bấm chị gót rầm rầm vậy đó. Ông trời cho chị cái sức khỏe tốt lắm, ăn khỏe ngủ khỏe. Đấy, kinh tế tài chính tốt thế là được rồi. Còn hiện tại là mắc nợ chồng mắc nợ con thì bây giờ cố gắng mà trả nghiệp đi nhé.